Trong trận đấu giữa Brazil và Pháp ở giải Cúp Tứ Hùng năm 1997, Brazil được hưởng một quả đá phạt cách khung thành khoảng 35m. Roberto Carlos là người lãnh trọng trách thực hiện. Anh lấy đà từ gần vòng tròn giữa sân. Những bước chạy hoàn hảo, và khi anh vung chân lên, quả bóng bay như tên lửa, vòng qua bên phải hàng rào chắn khoảng 2m, bất thình lình ngoặt vào tìm trúng mép trong cột dọc, và bàn thắng đã đến. Trong khung gỗ, thủ thành huyền thoại 3T không kịp phản ứng. Hàng rào chắn với đề xăm, Zidane, Vieira ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn khán đài thì như vỡ tung. Bàn thắng đó đã khiến những định luật vật lý mà Newton dày công nghiên cứu trở nên lung lay, làm những nhà vật lý học đương thời phải đau đầu nghiên cứu. Và Roberto Carlos là người duy nhất trên thế gian này có thể khiến trái bóng bay với quỹ đạo đó. Sinh ra và lớn lên tại Sao Paulo trong một gia đình nghèo khó, Carlos đi làm tại một nhà máy dệt từ năm 12 tuổi và chỉ thoát khỏi khu ổ chuột nhờ chơi bóng đá chuyên nghiệp. Năm 17 tuổi, Roberto Carlos gia nhập câu lạc bộ União São João và 2 năm sau, anh được gọi lên tuyển quốc gia rồi sang Atlético Mineiro, nơi anh mở toang cánh cửa đến với châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ. Quay trở về Brazil sau chuyến du đấu đến lục địa già, Roberto Carlos chuyển đến đầu quân cho Palmeiras vào năm 1993, thi đấu 2 mùa giải và giành được 2 danh hiệu vô địch quốc gia liên tiếp. Ngay lập tức, câu lạc bộ Aston Villa của nước Anh bắt liên lạc với Palmeiras để giành lấy chữ ký của chàng hậu vệ trẻ tài năng. Nhưng khi hợp đồng gần đến bước hoàn tất thì Roberto Carlos thay đổi quyết định. Năm 1995, anh chuyển tới Inter Milan và có một mùa giải tại đó, trong môi trường Serie A. Anh ra sân 34 trận ghi được 7 bàn thắng. Nhưng bản thân anh nhận thấy mình không thể thích nghi được với giải đấu và Inter Milan năm đó ngụp lặn ở vị trí thứ 7. Giải thích về điều này, anh nói, vấn đề của tôi ở Inter là Roy Hodgson. Ông ấy muốn tôi chơi như một tiền đạo trong khi tôi là một hậu vệ. Tôi phải ra đi bởi vì tôi không muốn mất đi cơ hội của mình ở đội tuyển quốc gia. Nếu không thể chơi theo cách tôi muốn, tôi cũng sẽ không thể nào chơi cho tuyển Brazil. Tôi đã nói chuyện với ban lãnh đạo của Inter xem họ có thể giải quyết được không và mọi thứ nhanh chóng trở nên rõ ràng. Cách giải quyết duy nhất lúc ấy là ra đi. Carlos muốn ra đi và ngay lúc ấy Real Madrid giang tay đón nhận 6 triệu euro trao tay. Một cái giá rẻ bèo và Inter không đắn đo do dự mà nhả người. Đối với Inter Milan, họ nghĩ đây là một món hời vì đã tống khứ đi một cầu thủ không còn hợp với triết lý của đội. Còn với Real Madrid, cái họ có được là hậu vệ cánh trái hay nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Tại sân Bernabeu, Roberto Carlos vươn mình trở thành ngôi sao sáng giá nhất thế giới ở hành lang cánh trái. Có vẻ như Real Madrid mới chính là ngôi nhà mà anh hằng ao ước. Anh không mất nhiều thời gian để hòa nhập mà nhanh chóng giành lại vị trí số 1 bên hành lang cánh trái. Đó cũng là lúc anh dần trở thành một trong những hậu vệ biên hay nhất lịch sử. Tài năng của anh đã giúp hệ thống của Real Madrid vận hành một cách cực kỳ trơn tru, góp công lớn giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đoạt được cả 4 chức vô địch quốc gia, 3 Champions League, 3 cúp nhà vua, 2 cúp liên lục địa và 1 Super Cup. Còn nhớ trong trận chung kết với Bayer Leverkusen mùa giải 2001-2002, Roberto Carlos chính là người tung ra quả tạt chuẩn xác để Zinedine Zidane thực hiện cú vô lây thần sầu. Bàn thắng đó là một trong những bàn thắng kinh điển của cả giải đấu. Còn với bản thân anh, đó là giải đấu mà anh rực sáng với vô số những pha cản phá và 4 lần kiến tạo. Tốc độ và khả năng tham gia tấn công thiên bẩm biến anh trở thành hình mẫu lý tưởng của một hậu vệ biên hiện đại. Nếu như cách đây chừng 14 năm, người ta khen ngợi không tiếc lời dành cho Michael Cicenando, cũng là một hậu vệ người Brazil khác với khả năng công thủ toàn diện, thì 10 năm trước nữa, Roberto Carlos đã làm được những điều với kết quả còn tốt hơn rất nhiều. Với nền tảng thể lực dồi dào, anh tham gia tấn công và phòng thủ gần như cùng một lúc. Người ta thấy anh vừa ở ngay hàng hậu vệ đón nhận một đợt tấn công. Chỉ vài giây sau, anh lại xuất hiện bên cánh và thực hiện những quả tạt và lập tức chạy về để giữ vững vị trí. Với những điều đó mà anh được gán cho biệt danh là En Hôm Dê Ba La, có nghĩa là người đàn ông phi đạt. Vicente Del Bosque, huấn luyện viên của Real Madrid ngày đó đã đưa ra một nhận xét ngắn gọn về Roberto Carlos. Anh ấy có thể quán xuyến được toàn bộ hành lang cánh trái. Dù thích tấn công, nhưng Roberto Carlos rất ý thức về chiến thuật và khoảng trống phía sau lưng, người được xem là truyền nhân của anh hiện tại. Marcelo thường được nhắc đến với khả năng phối hợp ăn ý cùng Cristiano Ronaldo, chứ chưa bao giờ so bì được với anh ở khả năng công thủ toàn diện. Với vòng đùi 61 ở bên trái và 59 ở bên phải,
anh có khả năng tung ra những cú sút làm biến dạng quả bóng, quay lại bàn thắng kinh điển với tuyển Pháp. Đường đi của quả bóng là không thể đoán được, và dù trong khung gỗ có là một thủ môn bất kỳ nào khác, chắc chắn cũng sẽ có kết cục tương tự. Nhưng đó chỉ là ví dụ điển hình nhất cho cái chân trái quái kiệt của anh. Một lần khác, anh ghi bàn thắng không tưởng từ gần đường biên dọc, quả bóng đi lơ lửng trước khi rơi xuống trong sự bất lực của thủ môn. Nói cho vui một chút, những lần anh đứng trước các quả sút phạt, nhìn vào mớ cơ bắp cuồn cuộn đó, đối phương chắc cũng chỉ hy vọng cho ác mộng qua nhanh và quả bóng xấu số cũng cầu nguyện cho mình đừng bị thu hồi quá sớm vì biến dạng. 10 năm của Carlos ở Real Madrid là 10 năm đầy những tự hào. Sau khi Florentino Perez nắm quyền ở câu lạc bộ, một loạt các sự thay đổi được diễn ra. Giải ngân hà Galacticos đời đầu được thiết lập. Rất nhiều những cái tên đình đám như Luis Figo, Guti, David Beckham, Michael Owen cập bến để tạo nên một đội hình trong mơ. Nhưng anh vẫn còn ở đó và là vị trí bất khả xâm phạm kể cả những lúc khó khăn hay là vinh quang nhất của đội nhà. 10 năm với 512 trận và 67 bàn thắng, anh đã là một phần trong lịch sử to lớn của Real Madrid. Trong màu áo đội tuyển Brazil, Roberto Carlos đã có đầy đủ vinh quang. Anh vào đến trận chung kết World Cup năm 98 và giành lấy chức vô địch giải đấu này vào năm 2002 trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm đó đội tuyển của anh là một cỗ máy chiến thắng thật sự, với người ngoài hành tinh Ronaldo, ảo thuật gia trẻ tuổi Ronaldinho trên hàng công. Còn ở tuyến dưới, anh cùng Cafu hợp thành cặp đôi hậu vệ cánh xuất sắc nhất giải đấu. Ở giải đấu đó, Roberto Carlos đã có được một bàn thắng từ chấm đá phạt trong trận đấu gặp Trung Quốc. Đó cũng là giải đấu chính thức đưa tên anh vào hàng ngũ các huyền thoại, và anh cũng đã được vinh danh là hậu vệ cánh hay nhất thời bấy giờ. Năm 2006, sau trận thua Pháp ở bán kết World Cup, anh giã từ màu áo tuyển Brazil và chính thức khép lại hành trình hào hùng của riêng mình. Đến tận bây giờ, đối với người dân Brazil, hành lang cánh trái vẫn chưa có sự thay thế xứng đáng, và bất kỳ ai đảm nhận vị trí đó đều bị đem ra để so sánh với anh. Sau những năm tháng đỉnh cao, Carlos lang bạt khắp nơi sang Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Fenerbahce rồi quay ngược lại quê nhà với Corinthians. 2 năm sau, anh tới tận nước Nga xa xôi chỉ để thi đấu một mùa trước khi dừng bước ở Ấn Độ với câu lạc bộ Delhi Dynamos. Đến cuối mùa giải 2015, Roberto Carlos chính thức nói lời từ biệt sân cỏ, khép lại một sự nghiệp huy hoàng kéo dài 22 năm. Ngày anh từ giã sân cỏ cũng là lúc người ta chợt nhớ lại những bàn thắng dị thường mà anh đã để lại. Trong suốt sự nghiệp, anh ra sân 820 trận và ghi đến 102 bàn thắng, một con số quá khủng khiếp với một vị trí hậu vệ cánh. Giống với nhiều danh thủ người Brazil khác lớn lên, vượt khó và thành danh nhờ bóng đá, Roberto Carlos cũng có chung một đặc tính di truyền đặc trưng của các vũ công xứ sở Samba là sống quá phóng khoáng. Nhưng trường hợp của anh lại đặc biệt hơn một chút. Thay vì đàn đúm ăn chơi, anh lại có riêng cho mình một ngôi nhà nhỏ với vợ và 3 đứa con. Những tưởng cuộc sống êm ấm, nhưng sau 12 năm kết hôn, cả hai lại đường ai nấy đi. Từ đây, Carlos bắt đầu cuộc sống phóng túng. Hậu quả để lại là khi tuổi tác đã lên tới 44, anh có 9 người con trước khi yên vị thực sự và lên chức ông với đứa cháu đầu tiên. Đến nay, Roberto Carlos đã 49 tuổi. Những cổ động viên bóng đá 89-10 đời đầu chắc cũng không thể quên được bộ 3R, gồm Ronaldo, Ronaldinho và Roberto Carlos từng một thời vẽ nên điệu nhảy với trái bóng. Họ, mỗi người đã tìm cho mình những lối đi riêng. Còn riêng với Carlos, anh đã theo đuổi nghiệp huấn luyện viên. Với sự nghiệp hào hùng của mình, Roberto Carlos hoàn toàn có thể tự hào về những gì mà bản thân đã cống hiến cho bóng đá thế giới. Còn với người hâm mộ, chắc chắn ai cũng phải thừa nhận rằng anh xứng đáng là một trong những hậu vệ cánh trái hay nhất trong lịch sử.